Thưa quý vị, thưa các bạn, với tinh thần chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19 không chỉ bằng việc tập trung sản xuất, cung cấp cho xã hội nguồn lương thực, thực phẩm an toàn, mà thời gian gần đây thì nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp còn triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện nhằm quyên góp, ủng hộ vật chất, tài chính cho các tổ chức xã hội có thêm động lực để đối phó hiệu quả với đại dịch COVID-19. Vâng, và tiêu biểu trong số này phải kể đến đó là công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Cụ thể là ngoài chuỗi các chương trình với tên gọi là chung tay vì đất mẹ đã được triển khai trong thời gian qua như là cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho xã hội, tạo việc làm cho 25.000 lao động và thực hiện các hoạt động thiện nguyện như là hiến máu nhân đạo, trao tặng vật tư y tế, thì mới đây tập đoàn CP Việt Nam có chính thức cho khánh thành nhà máy sản xuất khẩu trang CPPC tại tỉnh Bình Định với công suất là 1,2 triệu chiếc mỗi tháng. Trong đó thì bước đầu hoàn toàn không kinh doanh mà ưu tiên cung cấp miễn phí khẩu trang 3 lớp đạt chuẩn xuất khẩu để trao tặng cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch. Việc khánh thành và đưa nhà máy sản xuất khẩu trang y tế vào hoạt động trong dịp này đã chứng minh cho triết lý số 1 của tập đoàn CP, đó là luôn đặt lợi ích đất nước, con người lên trước lợi ích doanh nghiệp. Theo tập đoàn CP, tất cả các loại khẩu trang do nhà máy CP Việt Nam tại Bình Định sản xuất gồm 3 lớp, có chất lượng đạt chuẩn xuất khẩu vào châu Âu và Bắc Mỹ. Theo kế hoạch, mỗi tháng nhà máy sẽ sản xuất 1,2 triệu chiếc. Có thể nói rằng là trong bước đầu chúng tôi sẽ toàn bộ những cái sản xuất ra để mà phục vụ cho cộng đồng với mục đích là cùng chung tay với chính phủ, cùng chung tay với Bộ Y tế, các y bác sĩ cũng như là các chiến sĩ để mà ngăn ngừa chống chọi với lại cái con virus corona đặc biệt nguy hiểm này. Là mình cũng suy nghĩ là xã hội cũng rất là khó khăn. Làm những gì được thì mình phải làm từ bắt đầu, từ mình có những gì đóng góp với cái Bộ Y tế với cái cơ quan nào mà cần thiết, mình cũng làm những gì làm được thì mình làm. Cũng nhân dịp này, tập đoàn CP chính thức triển khai dự án khẩu trang nhân ái thông qua quỹ hỗ trợ từ thiện CP Việt Nam để tiến hành trao tặng 8 triệu chiếc khẩu trang y tế miễn phí cho cán bộ nhân viên ngành y tế, các chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. 8 triệu khẩu trang do công ty cổ phần chăn nuôi CP hỗ trợ cho ngành y tế và các ngành khác từ giờ đến cuối năm, nó thể hiện một cái ý nghĩa hết sức nhân văn, thể hiện trách nhiệm xã hội của công ty cổ phần chăn nuôi CP cho đất nước Việt Nam. Bên cạnh khẩu trang y tế thì nhà máy cũng tham gia hỗ trợ sản xuất que lấy dịch học, dịch tị hầu phục vụ công tác xét nghiệm. Dự kiến nhà máy sẽ sản xuất khoảng 1 triệu que trong năm nay.